đối với bạn. Cuộc sống học đường không bị giới hạn sau cánh cửa của lớp học hay bởi điểm số của mỗi học kỳ, mà các em còn được thỏa sức học hỏi, khám phá khả năng tiềm ẩn của bản thân, không ngừng hoàn thiện nhân cách, kỹ năng sống qua từng ngày đến trường. Hy vọng rằng qua đêm gala hôm nay, quý vị sẽ có những định đúng đắn để chấp cánh ước mơ cho thế hệ trẻ của đất nước. Cuối cùng, tôi xin kính chúc quý vị đại biểu, quý vị phụ huynh lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Chúc các em học sinh có một đêm trại thật ý nghĩa, bổ ích, tràn ngập niềm vui và tiếng cười. Xin trân trọng cảm ơn.